đi fan xem hay quá, nhưng mà hôm nay kết thúc câu chuyện của đi fan đi. Đi fan phong đấy xem sướng vãi trời. Không, Xbow mà gặp Zion, nhưng mà Zion vì thằng Decker không, không phải là Zion đâu mà chết đâu. Ok, bây giờ Legend và Martin. Fan thất vọng. Không biết là ông nào cầm nick Legend đây. Minor IC. Minor IC. Hello, hello bro. No, Bamus chưa chắc là thua Xbow đâu. Bamus mà Bamus Bamus Ram mà rồi ấy, không thua đâu. Anh em phải xem clip mà của ông Toasty ông đánh ấy. Không không thua đâu. Đép sắp bật lờ luôn ấy. Nhưng mà tùy từng người đánh à. Tùy người đánh chứ không phải là đã làm phát ăn luôn đâu. Nói chung là Xbow gặp Xbow rất là khó. Miner, Pekka, Ewip, Poison. Bên này là Jeff Nhap Tombstone à? Đang có lợi thế về Ellie quá nhiều đến từ Legend. Không biết là ai chơi lên đích của Legend đấy. Vua The Ghost Golem. Ngày xưa thì họ nói là Floppy. Thì Floppy chơi nhiều nhưng mà bây giờ không thấy. Tại vì họ phải chơi đa dạng đích. Ba mất kinh nghiệm như... Poison. Anh Tali dạo này anh bận, anh làm gì mình chả biết. I want to mod. Ah, ok ok. Sorry, I forget. Yeah. Thank you. Minor Poison ăn kèo này rồi, tại vì nó Poison Minor xoay rất nhanh. Cần gì thủ được tên này là ok. Ôi Poison cho Poison. What? Deck của anh thực ra là cũng gọi là 50-50 thôi. Không ăn trên cơm tí. Nhưng deck Bamus là deck Bamus rồi cơ. Deck Bamus mà Zappi thì rồi chịu chịu. Minor. Bây giờ để PK, để PK hợp lý không nhỉ? Mình không nghĩ là hợp lý trong cái bài này. Mình không nghĩ là hợp lý vì cứ bị lăng quăng ở đây. Poison rồi. Poison rồi. Bây giờ họ sẽ thủ combo này. Rasko tách hai bên rất là thông minh. Đặt mặt như vậy sẽ rất thông minh. Vẫn thủ tốt. Oh, Thomas. EZ, EZ, easy. Ok và let's go Martin. Martin. Hello from Việt Nam, hello from Poland.
Rascal, Tesla. Hình như là Red Giáp rồi rồi đúng không? Red Giáp. Ok. Lâm Cun cầm Legend đó. Chào. Xem vào trong có list friend à? Nguồn bên tin thì bên stream à? Mình chẳng quan trọng là ai đánh, quan trọng là đánh giỏi là được, quan trọng là ai đánh. Sợ à, ngày xưa anh chơi cho vui à, anh đâu qua có biết chơi về cái đấy đâu, chơi cho vui à. Đến hầu chín rồi anh hầu như là hầu chín rồi anh nghỉ, chán thế. Sau đây chuyển sang bóng bít, bóng bít sau chơi nghỉ luôn. Thì luôn là xong sau game này. Let's go. COC chơi 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 về chiến thuật nhiều. Ok, Legend chắc là sẽ ăn trận này rồi. Hey yo, what's up man? Hỏi Miner, bục 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 Pekka. Game này nó tính toán nhiều quá, mình cũng chơi. Ok, good game Legend. Game Legend, easy, easy, easy.